có nên đi làm thẩm mỹ hay không thì xin thưa với các bạn là có nha, bởi vì là với cái việc phát triển ngày nay á, thì là các bạn trẻ nè hoặc là những bạn trung niên như Thắm trở lên thì chúng ta đều có nhu cầu làm đẹp cũng như là cải thiện chăm sóc chính bản thân mình. Nếu như mà các chị ở tuổi trung niên mình có xuất hiện những cái nếp nhăn nè hoặc là mắt của mình nó sụp mí, da của mình nó nhăn nó chùng nhão thì các bạn trẻ thì các bạn là cải thiện cái tình trạng cái cấu trúc mắt hoặc là tình trạng da bị mụn nè. Ở trung niên thì là có những cái tình trạng là da bị lão hóa hoặc là da bị nám, nhưng mà chung quy hết tất cả là các chị em chúng ta đều hướng về cái đẹp, ai cũng mong muốn là mình trẻ trung hơn đúng không nè. Và cái dịch vụ mà cắt mí nâng cung chân mày hiện nay thì rất là thu hút khách, không chỉ vì nó an toàn lành tính mà còn là phương pháp làm đẹp trẻ hóa da vùng mắt cũng như là cải thiện được cái tuổi thanh xuân của mình. Thì hiện nay thì là có rất là nhiều các cái công nghệ và bên Thắm thì luôn cập nhật cái công nghệ mới nhất để làm khi mà mình thiết kế một cái đôi mắt đẹp là đôi mắt có hồn, lung linh và nhìn tươi trẻ hơn rất là nhiều. Nâng cung chân mày thì là loại bỏ những cái vùng da chùng nhão, cải thiện cái sắc vóc của gương mặt. Cho nên đây cũng là một cái thời điểm bên Thắm có những cái ưu đãi giá tốt, và chúng ta làm bây giờ thì sẽ có một cái diện mạo hoàn hảo lúc Tết đến nha cả nhà. Cả nhà cần tư vấn hỗ trợ thêm gì thì cả nhà hãy inbox cho Thắm nha.